Thưa quý vị và các bạn, Nguyên Lăng được xây dựng vào năm 1394 để an táng vua Trần Nghệ Tông, vị vua thứ 8 của nhà Trần. Đây cũng là lăng mộ cuối cùng của các vua Trần được xây dựng tại An Sinh và cũng là lăng có quy mô nhỏ nhất và kiến trúc đơn giản nhất của các vị vua nhà Trần tại Đông Triều. Vua Trần Nghệ Tông sinh năm 1321, mất năm 1394, là con thứ ba của vua Trần Minh Tông, lên ngôi khi đã 50 tuổi, nhưng chỉ ở ngôi 3 năm rồi nhường ngôi cho em là Trần Kính, tức Trần Duệ Tông, làm Thái Thượng Hoàng 21 năm. Sau khi mất, vua Trần Nghệ Tông được táng tại Nguyên Lăng. Lăng nằm trọn trên một sườn đồi, chạy dài theo hướng Đông Bắc, Tây Nam, nay thuộc khu vực Khe Nghệ, thôn Bãi Dài, xã An Sinh, thị xã Đông Triều. Lăng được xây dựng khi vào bối cảnh triều chính đã ở đỉnh điểm suy thoái, kinh tế khó khăn, xã hội rối loạn, giặc ngoại xâm ngấp nghé bờ cõi. Sách cũ cho biết là Nguyên Lăng khá nhỏ, không có nhiều kiến trúc như các lăng khác và chỉ có duy nhất phần lăng. Trải qua thời gian và những biến thiên của lịch sử, sự khắc nghiệt của thời tiết, các lăng tẩm ở đây này chỉ còn là phế tích. Tuy nhiên, qua việc mở hố thăm dò khai quật đã tìm thấy dấu vết nền móng để lại có cấu trúc vững chắc cùng những vật liệu xây dựng như gạch, ngói, đầu đao, cho phép suy đoán di tích không chỉ có gò mộ mà còn có cả công trình thờ tự. Theo các nghiên cứu của các nhà khảo cổ học thì đã phát hiện ra những cái dấu vết của Nguyên Lăng. Vậy thì theo các nghiên cứu khảo cổ đấy thì Nguyên Lăng có cấu trúc như thế nào? Cũng giống như các lăng mộ khác, Nguyên Lăng cũng đã bị phá hủy bởi sự khắc nghiệt của thời gian và sự biến động của lịch sử. Theo lời kể của nhân dân ở đây cũng như là kết quả nghiên cứu khảo cổ học, Nguyên Lăng cũng có cấu trúc giống như là cấu trúc của hầm mộ ở cổ ở Nghĩa Hưng, An Sinh. Quan tài được đặt trong hai lớp quang quách hình cũi. Các lớp quách này được ghép lại bằng các khúc gỗ nguyên khối, được bao phủ bằng các lớp hợp chất có mùi thơm nhẹ và có thể đốt cháy. Ngoài cùng được bao phủ bằng một lớp than củi và vôi bột để nhằm tạo môi trường vô sinh, vừa để bảo vệ cho di cốt và cũng là để bảo vệ cho quan quách. Thế vậy thì cấu trúc ngày xưa của Nguyên Lăng là như thế nào? Qua kết quả khảo cổ học cho thấy là kết cấu của Nguyên Lăng cũng rất là đơn giản, chỉ bao gồm có khu vực chính tẩm, sân hành lễ và khu vực chính tẩm được lợp bằng ngói mũi sen. Cho thấy là đây là một công trình kiến trúc cũng khá là đơn giản và là công trình được xây dựng cuối cùng ở An Sinh Đông Triều. Để bảo tồn và phát huy giá trị di tích Nguyên Lăng phục vụ phát triển du lịch gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân và du khách trong và ngoài nước, ngày 1 tháng 6 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Nguyên Lăng thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều trên diện tích hơn 19.000 m2. Quy mô đầu tư gồm tôn tạo xây mới khu vực lăng mộ và sân hành lễ, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Công trình hoàn thành vào năm 2019 là một điểm nhấn quan trọng cho du lịch tâm linh của thị xã, góp phần thúc đẩy sự phát triển và quảng bá hình ảnh của khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.